Rất là biết ơn các em đã quay trở lại với kênh của Thầy An. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập cuối chương 5. Câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Cho hai đường tròn. Tâm O bán kính 5, tâm O phải bán kính là 4. Khoảng cách giữa hai tâm là 9. Kết luận nào sau đây đúng về vị trí tương đối của hai đường tròn? Thì mình thấy ở đây là khoảng cách giữa hai tâm là bằng 9. Khoảng cách giữa hai tâm bằng 9. Rồi hai bán kính cộng lại cũng bằng 9. Đó. Như vậy thì hai đường tròn này sẽ tiếp xúc ngoài với nhau. Đúng không? Nếu mà mình vẽ ra thì mình cũng dễ dàng mình nhận thấy à đây là 5 này, bán kính 5 này, còn một bạn nữa, bạn này. Bán kính là 4 này. Đó, o o phải nè. Thì lúc này khoảng cách giữa o phải là 9 đúng không? Đó, hai bạn này tiếp xúc ngoài. Thì vẽ cho các em thấy thôi, còn không mình tưởng tượng trong đầu mình thì mình cũng thấy được điều đó. Còn nếu mà công thức á, thì các em xem lại công thức ở trang 81. Chúng ta có O, o phải mà bằng R cộng cho R phải, thì lúc này hai đường tròn sẽ tiếp xúc ngoài. Nha, hai đường tròn tiếp xúc ngoài. Đây, hai đường tròn tiếp xúc ngoài. Câu 2, cho đường tròn tâm O bán kính 6 cm và đường thẳng a với khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng a là 4 cm. Kết luận nào sau đây đúng về vị trí giữa đường tròn O và đường thẳng a? Ừ, câu này cũng đơn giản, mình vẽ hình ra mình thấy rồi. Đây, từ đây tới đây là là 6 này, không? Đường tròn tâm O bán kính là 6 đường thẳng A với khoảng cách từ O cho đến A là 4 từ O cho đến A là 4 thì đường thẳng A của chúng ta đây đó khoảng cách là cái đường vuông góc ha đó, thì lúc này mình thấy là đường thẳng này cắt đường tròn tại tại hai điểm ha đây O cắt A tại hai điểm nha cho nên đây là đáp án đúng của chúng ta ha còn nếu mà lý thuyết thì mình biết rằng là nếu mà cái khoảng cách là d, d mà lớn hơn r á thì đường thẳng sẽ không không cắt đường đường tròn. Còn d bằng r á thì đường thẳng tiếp xúc với đường tròn. Còn d mà bé hơn r thì đường thẳng sẽ cắt đường tròn tại hai điểm. Đó, đây là lý thuyết ha. Còn trường hợp của chúng ta là d bằng bằng 4, r bằng bằng 6. Cho nên là d bé hơn r cắt tại hai điểm. Đó, nhưng mà theo thầy thì cái này chúng ta không cần nhớ đâu các em. Mình tưởng tượng cái này là được rồi ha. Ba, góc ở tâm là góc. À, mình biết rằng là góc ở tâm là góc có đỉnh nằm ở tâm đường tròn đúng không? Có đỉnh nằm trên đường tròn, no. Có đỉnh nằm trên bán kính của đường tròn, no. Có hai cạnh là hai đường kính của đường tròn, no có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. Ok, góc ở tâm là góc mà có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. Câu 3. Câu 3d. Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp? Mình biết rằng là góc nội tiếp là góc mà có đỉnh nằm trên đường tròn, đúng không? Đây là góc ở tâm này. Đây là góc nội tiếp này. Còn hai cạnh sẽ là là hai hai dây cung bạn này không phải bạn này không phải bạn này nha b hình 1 b ok góc nổi tiếp chắn nửa đường tròn có số đo là à một là các bạn học thuộc còn hai là mình vẽ ra mình thấy nè đây đây là đường kính nè góc này là góc trắng nửa đường tròn nha góc này mình thấy bằng 90 độ đúng không chắn nửa đường tròn đó góc nội tiếp mà trắng nửa đường tròn thì có số đo là 90 độ ok mình qua câu 6 hai tiếp tuyến của đường tròn o cho hai tiếp tuyến của đường tròn O tại A và B. Cắt nhau tại M. Biết AMB AMB góc này bằng 50 độ. Số đo cung nhỏ AB là. Cung nhỏ AB là cung này. Đây là cung nhỏ AB. Thì số đo của cung nhỏ thì bằng số đo của góc ở tâm chắn cung ấy. Đúng không? Đó. Số đo của cung này chính là bằng số đo của góc AOB. Đây bây giờ mình đi tính số đo góc AAB. Thì tổng bốn góc trong một giác, trong một tứ giác thì bằng 360 độ. Góc này 90, 90, 50, mình dễ dàng tính được bạn này đúng không? Bằng cách là chúng ta lấy 360 độ trừ cho bạn này là 90, trừ cho bạn này là 90, trừ cho bạn này là 50. Chúng ta được 130. Góc này là 130 độ. Từ đó mình suy ra cung nhỏ AB của chúng ta cũng bằng 130. Nha, câu 6C. Câu 7. Cho hình 3, ACB là góc ACB. Mình thấy là góc ACB là góc mà chắn nửa đường tròn, đúng không? AB là đường kính. Đường kính thì chia đường tròn thành hai nửa. Góc này chắn nửa đường tròn nên là góc, góc vuông. 7 a góc vuông 8 trong một đường tròn khẳng định nào sau đây là sai sai các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông đúng rồi góc nội tiếp mà chắn nửa đường tròn là góc vuông trường hợp này góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông hai góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau đúng rồi hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Đúng luôn Hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung. Nè, câu này sai các em. Hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung hoặc là có thể là chắn hai cung bằng nhau cũng được đúng không? Không phải nhất thiết là là cùng chắn một cung nha. Hai góc nội tiếp bằng nhau không cần phải phải cùng chắn một cung, có thể là chắn hai cung bằng nhau cũng được. Ví dụ trong trường hợp này Thì giả sử cung này Bằng cung này bằng cung này đi ha Thì giả sử là cung này bằng cung này Thì lúc này Đây là à, MNP đi Thì lúc này góc MCN Sẽ bằng góc NB B phở ha, Được chưa Hai bạn này bằng nhau Vì cùng trắng hai cung bằng nhau đó mà ở đây nói là hai góc nội tiếp bằng nhau thì cùng chắn một cung là không đúng ha như vậy thì đáp án sai là đáp án này chín hình quạt tròn bán kính r ấn với cung 90 độ có diện tích bằng thì bài này chúng ta không cần dùng công thức cũng được các em đây hai đường hai đường kính vuông góc với nhau thì đây là 90 độ thì hình quạt của chúng ta ra đây đó hình quạt tròn bán kính là r ứng với cung 90 độ đây cung này là cung 90 độ này thì có diện tích bằng bao nhiêu một là chúng ta dùng công thức công thức của chúng ta là s sẽ bằng b R bình N chia cho 360. Trong đó R là đây, N là bằng N là bằng 90. Đó. Còn nếu mà mình không nhớ công thức thì mình làm cách khác nhanh hơn các em. Thì mình biết rằng là diện tích của cái hình tròn này, diện tích của hình tròn này là PR bình, đúng không? Diện tích của hình tròn là R bình. Đồng ý chưa? Diện tích của hình tròn này là R bình. Mà cái hình quạt này chiếm 1 phần 4 đúng không? Hình quạt này chiếm 1 phần 4. Do đó diện tích của hình quạt này là PR bình chia 4. Đó. Chiếm 1 phần 4 mà. Được không? Đây. 9C. 10. Hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn này có diện tích bằng. À câu này thì đơn giản rồi. Thầy vẽ để các em dễ hình dung ha đường tròn thứ nhất có bán kính là 4 rồi đường tròn thứ hai có bán kính là là hai hình vành khuyên cần tính là hình này đó thì cách tính thì chúng ta chỉ cần lấy diện tích của hình tròn lớn mình trừ cho diện tích của hình tròn nhỏ đúng không diện tích của hình tròn lớn diện tích là bằng pi r bình đúng không Pi R bình, mạng R bằng 4. Trừ cho Pi diện tích hình tròn nhỏ. Pi R bình là 2 bình. Đó. Chúng ta được 16 Pi. Trừ cho 4 Pi. Thì bằng 12 Pi. Được không? 12 Pi. 12 Pi. Đây ha. 12 Pi. Đó. Còn nếu mà các em dùng công thức á. Thì chúng ta có công thức là Pi... R lớn bình trừ R nhỏ bình đó diện tích của hình vành khuyên. 12 p Ok. Rồi, chúng ta xong phần trắc nghiệm. Chúng ta sang bài tập tự luận. 11. Quan sát hình 4. Cho biết DOA bằng 120 độ. À, cho biết DOA là góc này bằng 120 độ. OA vuông góc với OC. OA vuông góc với OC. À, góc này bằng bằng 90 độ. Rồi OB vuông góc với OD. Đây, này cũng vuông luôn. 90 độ. 11. Câu A. Đọc tên các góc ở tâm có trong hình. Các góc ở tâm có trong hình là Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn. Ở đây mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ở đây mình có 6 góc ở tâm các Góc DOC nha, góc DOC. Thứ nhất là góc DOC. Thứ hai là góc COB. C O B. Thứ ba là góc BOA. Đó, góc thứ nhất góc thứ hai góc thứ ba góc thứ tư là dob dob rồi góc thứ năm là coa và cuối cùng góc thứ sáu là doa đó trong hình này chúng ta có sáu góc ở tâm cô b tính số đo của mỗi góc ở tâm tìm được ở câu A. Tính số đo mỗi góc ở tâm tìm được ở câu A. Thì viết lại những góc này nha. DOC này, rồi COB này, rồi BOA này. Rồi DOB này. Rồi COA này. Và cuối cùng là DOA. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tính số đo của những bạn này. Mình thấy này, DOA đề cho DOA bằng 120 độ, được chưa? DOA bằng 120 độ. DOA đây. Bạn này là 120 độ. Xong một bạn ha. DOA là 120 mà COA bằng 90 độ. Vậy thì DOC sẽ bằng 30 đúng không? Bạn này sẽ là 30. Đó, do bạn này là 90 này, bạn này 90 mà bạn này là 120. Do đó bạn này phải là 30. DOC bằng 30. DOC bạn này bằng 30 độ. Rồi. Tiếp theo mình có DOB là 90. Đây, DOB là 90. DOB là 90. Như vậy thì bạn này phải là phải là 30, đúng không? Vì DOA bằng DOA bằng 120 nha góc lớn này nè bằng 120 mà DOB bằng 90 do đó BOA phải bằng 30 120 trừ 90 bằng bằng 30 BOA BOA đây BOA đây bằng 30 đó COB COB à góc này là 120 120 mà bạn này 30 bạn này 30 vậy là góc COB sẽ là 60 đúng không ba bạn này cộng lại sẽ bằng góc lớn là 120 hai bạn này là 60 rồi bạn này phải là 60 Đó. 60 cộng 30 cộng 30 sẽ bằng 120 COB bằng 60 nè rồi DOB DOB à đề cho bạn này vuông DOB bằng 90 độ COA COA đề cho COA bằng 90 độ ha à, bạn này cũng bằng 90 độ luôn rồi chúng ta xong câu B Câu C Tìm các cặp cung bằng nhau Và có số đo nhỏ hơn 180 độ Tìm các cặp cung bằng nhau Thì mình biết rằng là Số đo của cung sẽ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung ấy Được không? Số đo của cung sẽ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung ấy như vậy thì mình sẽ dựa vào mình dựa vào đây mình tìm cho nhanh này mình thấy hai bạn này bằng nhau này đó hai bạn này bằng nhau như vậy thì hai bạn này chắn hai cung nào thì hai cung đó sẽ bằng nhau tương tự như vậy hai bạn này mình thấy bằng nhau này trên bạn này chắn cung cung dc bạn này chắn cung cung ba như vậy thì dc sẽ bằng bằng ba đó còn bạn này, nhìn như đây mình thấy nè, O là tâm rồi. Vậy bạn này chắn cung DB, được chưa? Bạn này trắng cung DB. Bạn này chắn cung CA, vậy là cung DB bằng cung CA. Ok. Câu C, mình nói là các cặp cung bằng nhau và có số đo nhỏ hơn 180 là Đó. Đây, hai bạn này bằng nhau. Cho nên cung DC sẽ bằng cung BA. Cung DC và cung BA. Đó, cặp thứ nhất. Cặp thứ hai, hai bạn này bằng nhau, có nghĩa là cung DB cung DB và cung cung CA. Thử lại nè, DB CA đúng rồi. DC DA đúng rồi. Đấy, mình xong cô C. cô D so sánh hai cung nhỏ AB và CD. AB và CD. À. Hai cung này bằng nhau các em, bởi vì hai góc ở tâm này bằng nhau này, Đúng không? Do đó, hai cung này sẽ bằng nhau. Đây. Bởi vì mình có là hai góc nội tiếp không, hai góc ở tâm bằng nhau thì sẽ chắn hai cung bằng nhau. Đây, câu D này. Thứ nhất là mình có là um, cung AB thì là góc góc BOA Ta có góc BOA góc BOA bằng 30 bằng góc COD bằng bằng 30 độ. Từ đó mình suy ra số đo của cung BA sẽ bằng số đo của cung cung CD và cũng bằng bằng 30 độ. Đề hỏi là so sánh hai cung này. Như vậy thì hai cung này bằng nhau, được chưa? Nè, số đo của hai cung này bằng nhau. Do đó hai cung này sẽ bằng nhau. Ok. À đề viết AD thì AB thì chúng ta cũng viết AB nha. Còn mình lỡ viết BA cũng được thôi, mà nó không có đẹp bằng AB. Rồi, chúng ta xong bài 11. mình sang bài 12 cho tam giác ABC có 3 đỉnh nằm trên đường tròn đường tròn o trong trường hợp này chúng ta vẽ đường tròn o trước rồi vẽ tam giác ABC sau thì nó sẽ đơn giản hơn nha Đây. Đường tròn tâm O của chúng ta đây. Cho tam giác ABC có 3 đỉnh nằm trên đường tròn tâm O. Thì mình tránh trường hợp đặc biệt ra ha. Trường đặc biệt như tam giác ABC Căng hay là đều gì đó, đúng không? Tránh những trường hợp trường hợp đó ra. Đây, tam giác A B đây và C đây. Đây. Cho tam giác ABC có ba đỉnh nằm trên đường tròn tâm O. Rồi, bây giờ thì nối lại. Mình có được tam giác ABC có ba đỉnh nằm trên đường tròn tâm O. và AH là đường cao. Đây. AH là đường cao. Đường thẳng AO cắt đường tròn O tại điểm thứ hai là D. Đường thẳng AO, chúng ta kéo dài AO ra. Cắt đường tròn Tại điểm thứ hai là D. Đó. Các em chú ý đường thẳng AO, có nghĩa là AD chính là đường kính đúng không? Chứng minh rằng AC vuông góc với DC. Chứng minh rằng AC vuông góc với DC. À, thầy nói DC lại. Rồi, câu Câu A là câu cho điểm các em. Nè, câu cho điểm mình. chứng minh rằng A C vuông góc với DC thì mình sẽ dựa vào cái giả thiết người ta cho người cho mình là AO cắt đường tròn đường thẳng AO cắt đường tròn O tại điểm thứ hai là D như vậy thì AD sẽ là đường kính AD đường kính thì lúc này cái cung này là là nửa đường tròn đúng không cung AD này nè cung ABD này là nửa đường tròn đó mình thấy cái góc ACD ACD là cái góc nội tiếp đúng không góc ACD là góc nội tiếp nó trắng trắng một nửa đường tròn được chưa nè đây là nửa đường tròn này góc ACD nó trắng nửa đường tròn do đó góc này bằng 90 độ được không góc nội tiếp mà trắng nửa đường tròn thì sẽ bằng 90 độ 90 độ có nghĩa là AC sẽ vuông góc với DC rồi xong câu A này ha mình nói là ta có ACD 12 câu A góc ACD là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn từ đó mình suy ra ACD sẽ bằng 90 độ. ACD bằng 90 độ có nghĩa là AC vuông góc với DC. Rồi, chúng ta xong qua. Ok, xong qua ha. Câu B. Góc ABC bằng góc ADC. Góc ABC bằng góc ADC. À, Câu này cũng cho điểm luôn các em. Góc ABC này và góc ADC bằng nhau. Mình thấy nè. Góc ABC chắn cung nào các em? Góc ABC chắn cung chắn cung AC. Được chưa? Góc nội tiếp chắn cung AC. Đó, góc ABC chắn cung AC. Và góc ADC chắn cung nào? góc ADC cũng là góc nội tiếp chắn cung chắn cung AC được chưa? Đó. Cho nên là góc ABC và góc ADC sẽ bằng nhau. Được không? Hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Được chưa? Hai góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau. Đây. Câu B này mình nói là góc abc góc a bc bằng góc adc à hai góc này bằng nhau. Vì cùng là góc nội tiếp và cùng trắng cung cùng trắng cung cùng cung ac ha, à, cùng cung ac. Nè hay là mình ghi là hai góc nội tiếp cùng chắn một cung AC. Đó. Đây, AC này, AC này, AC này, đó. Được chưa? Rồi mình xong câu B. À, mình xong câu B. Câu C. Câu C là chúng ta cần chứng minh AB nhân cho AC thì bằng AH nhân cho AD. Đó. Nhìn cái này các em nhớ gì? Nhìn cái này nhớ Nhớ năm trước mình học ở lớp 8 đúng không? Rồi chưa? Năm trước mình học ở lớp 8 là chứng minh hai tam giác đồng dạng Đúng không? Hai tam giác đồng dạng Em còn nhớ hay đã quên? Hai tam giác đồng dạng thì mình suy ra các tỷ số đồng dạng Từ đó mình suy ra Cái này Suy ra đẳng thức này Đó, như vậy thì bây giờ làm sao để mình tìm hai tam giác nào? Nè, mình tìm hai tam giác nào? Hai tam giác nào đồng dạng với nhau? Thì thầy thấy nè, AB Đây. AB là là cạnh này. Thầy thấy AB, AB là cạnh này. Rồi AC, AC là cạnh này. Rồi tiếp theo là AH, AD. AH là cạnh này. AD là cạnh này. Đó. Khi mà chúng ta vẽ hình thật là chuẩn thì lúc này chúng ta dễ dàng nhận thấy được rằng là tam giác AHB sẽ đồng dạng với tam giác ACD. Đúng không? Tam giác AHB đồng dạng với tam giác ACD. Vì sao? Hạt lạc những cái câu trước sẽ giúp mình làm câu sau nha. Đó. Câu trước là Câu A là mình đã chứng minh được góc này vuông, đúng không? Qua mình chứng minh góc này vuông. Mà H là đường cao nên bạn này cũng vuông. Rồi câu B mình lại chứng minh được góc này bằng góc này. Ok, ngon rồi. Vậy hai tam giác này sẽ đồng dạng với nhau theo trường hợp góc góc, góc góc, đúng không? Rồi hai tam giác này đồng dạng thì mình suy ra những cái tỷ số. Nè, từ đó mình suy ra bạn này đó rồi mình vô làm nè à, câu c của chúng ta ha chứng minh này xét tam giác ahb và tam giác acd nè xét tam giác ahb và tam giác AC ACD. Chúng ta có mình có góc AHB bằng ACD bằng 90 độ. Mình có góc AHB bằng góc ACD bằng bằng 90 độ. Được không? Chứng minh ở câu A ha. Rồi mình có gì nữa? đây là theo câu a theo giả thiết theo giả thiết là mình có điều này còn theo câu a thì mình có điều này à theo a mình có điều này theo giả thiết và theo theo câu câu a nè tiếp theo mình có góc b bằng góc d đúng không góc b bằng góc d theo theo câu b đúng không đây theo câu b đây Đó. thì gây là mình có góc góc. Góc này là góc ABH nè, góc ABH. ABH thì bằng góc ADC bằng góc ADC. Đó. Nếu mà các em kỹ á, các em kỹ á thì mình ghi là góc ABC bằng góc ABH và bằng ADC Được chưa? Kỹ thì ghi vậy ha. À. Còn không thì như vậy là ok Kỹ thì mình ghi như này A B C Đó Đây này ABC này Góc ABC này Rõ ràng là góc ABC Và góc ABH là một đúng không? Là một đó Nhưng mà mình kỹ thì mình ghi là ABC bằng với ABH Mà ABC bằng ADC này là theo theo câu câu b vậy tam giác ahb sẽ đồng dạng với tam giác acd trường hợp góc góc hai tam giác này đồng dạng thì mình suy ra được những tỷ số gì mình suy ra nè ah nè AH chia cho AC đúng không? AH chia AC sẽ bằng AB chia cho, cho AD. Đó, đây là tính chất của hai tam giác đồng dạng. Được không? Rồi tiếp theo mình nhân chéo này là xong. À, nhân chéo này xong. À, hay nhân chéo này. AB nhân AC. AB nhân AC sẽ bằng AH nhân AD. Rồi. Tới đây là xong. Ok. Rồi. Câu A, câu B. Câu C.